em test thử bằng chiếc HS2 các bác nhá. Con này nó rất hợp với những dòng loa Bose, loa B1B. Và cặp loa này thì các bác xem một quan review qua về cặp loa Bose bên em nhập về theo đường công Mỹ các bác nhá. Và đường FBA nó đẹp đến mức gọi là gần như là mới. Em nhấn mạnh một từ là gần như là mới luôn các bác ạ. Đây này. Đấy, vẫn còn một chút bụi bụi bằng nhện này. Đấy, em chưa lau hết nhá. Đấy, cái này căng của nó căng nhám các bác nhá. Đây này, căng nhám này. Đấy. Tất cả những hàng Bose xịn là đều là căng nhám các bác nhá. Đấy, căng nhám này. Đấy nhá, nhưng mà cái đấy thì cũng chỉ là một phần thôi. Nhưng mà đây là nó đẹp tổng thể thì em giới thiệu các bác những cái bát này, gân zin này. Và nó còn sáng choang. Gân zin và sáng choang và nó còn dài lắm các bác ạ. Cái độ đẹp của cặp loa này nó phải đạt đến 97-98%. Đấy, em khẳng định và chắc chắn nói một điều như vậy vì nó quá mới luôn. Đấy, nó chỉ rơi mất cái hộp xốp. Giá bên em thì thông báo với bác là 7,7 triệu là bao cước. Đấy, nhưng mà em thi thoảng em sale với bác một chút xíu thì giá luôn luôn yêu thương các bác ạ. Em thì luôn luôn có giá tốt nhất cho các bác, nhưng phải là hàng như thế này nhá các bác nhá. Các bác đừng so hàng xấu nhá. Em xoay kỹ để các bác xem những chi tiết của cặp loa Bose Mỹ. Đấy các bác ạ. Đây này, chiếc tép này. Đấy, bát này. Đấy, xanh lét này lẹt. Đấy, loa trùng này. Nhĩ của nó sướng không quá. Đấy, toàn mõm mọng màu hết các bác ạ. Đấy là siêu tuyển luôn. Đấy, các bác xem nhá. Ngắm nhìn trên những cặp loa này. Và em cũng chia sẻ với các cặp loa này là trùng đôi trùng cặp. Tất cả các chỉ mép này các bác ơi, nó vuông đét và rất là khít thiền khịt. Nhưng bên em cũng rất là chi tiết và cẩn thận cho anh em chạy keo cho các bác vào đây hết rồi. Các bác không lo gì long vách lở thù mà không lo gì bị lỗi nữa các bác nhá. Đấy, bên em rất cẩn thận các mép dưới này. Gặp này em cũng cho anh em chạy. Ôi, sẽ mất công, rõ ràng nó đẹp gần như mới. Nhưng mà em nói luôn này, về Việt Nam mình, thời tiết mình là 4 mùa xuân hạ thu đông, cho nên nó sẽ khắc nghiệt. Nhưng mà khi về Việt Nam là em sẽ cho anh em làm kỹ những cái mép này cho các bác chạy keo. Mất công, mất sức và tốn keo. Đấy, nhưng kéo lại thì các bác sẽ được một cặp loa và được cái thùng nó rất bền theo thời gian. Đấy, còn tuyến loa thì nó quá là đẹp rồi, quá xuất sắc. Cảm ơn các bác nha. Đây là những cặp loa về cho những bác khách khó tính ở khu vực Bắc Linh và thủ đô Hà Nội. Các bác ở Hà Nội thì những căn phòng nhỏ lên đầu tư vào những cặp loa Bose Mỹ và những sản phẩm nó tuyển chọn thì nó phải như thế này các bác ạ. Đấy, các bác lưu ý nha. Với cặp loa này nó đẹp đến hết cỡ này, nó phải xứng đáng trên 8 triệu. Nhưng em vẫn bán cho các bác giá đang sale tốt nhất cho các bác là 7,5 triệu nha các bác nha. 7,5 triệu đồng giá tại cửa hàng. Thực sự là một cái giá siêu tốt luôn. Đấy, so với sản phẩm nó đẹp gần như mới sản xuất ra. Đấy, nó đẹp như thế cơ mà. Em tả cho các bác xem nhá. Và độ trùng CD luôn cho các bác. Cặp loa này có mã số CD của nó là 244AC. Bên này là 44BC. BC với nhá. Đấy, phải nói là siêu tuyển luôn. Vâng, cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm. Với cặp loa em báo giá rõ ràng cụ thể. Và hết cái tháng này là em sẽ trở lại với giá 7 triệu 7 và 7 triệu 800 nghìn. Đấy, chứ thực ra bán loa Bose thì bán lấy vui, bán lấy gọi là tương tác thôi. Giá ở những sản phẩm loa đẹp như này nhập cũng rất là cao quá. Không so với những hàng xấu, hàng lỗi nha các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.